thượng Mekong, rồng Trung Quốc và Naga vẫn là một. Cả hai đều rất thần kỳ, thích nước, biết bay, giỏi biến hóa, là điềm tốt lành, có chức trách gọi mây làm mưa, cai quản nước, xử lý nước. Cho nên các dân tộc lưu vực sông Lam Thương Mekong vừa sùng bái vừa kính sợ rồng cũng là điều rất tự nhiên. Với các nước ở lưu vực sông Lam Thương Mekong thì rồng hoặc Naga đều là tượng trưng của vương quyền. Tháng 9 năm 2006, để chúc mừng quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đăng quan 60 năm, Thái Lan đã tổ chức nhiều nghi lễ long trọng. Đoàn thuyền rồng của Hoàng gia Thái Lan đã xuất hành tuần du. Điều này rất hiếm thấy. Có lẽ đây là đoàn thuyền sang trọng mỹ lệ nhất thế giới. Những con thuyền này đều được gọi là thuyền rồng, được tạo dáng mô phỏng Naga, hùng vĩ nhưng hẹp và dài. Thuyền được chạm khắc rất tinh xảo, rất đẹp, trang trí rực rỡ huy hoàng. Các thủy thủ vận trang phục cổ đại chậm chậm chèo thuyền. Đoàn thuyền hoành tráng này mọi ngày không bơi, chỉ những dịp lễ hội trọng đại của Hoàng gia Thái Lan thì mới tập hợp đội ngũ chậm chậm bơi trên sông Mekong phía nam Bangkok trong những điệu nhạc truyền thống. Ở Trung Quốc, tháng 5 âm lịch là cuối mùa xuân, nước đã dồi dào và ổn định. Nông dân đã cấy xong, việc nhà nông không bận nữa. Nhân dịp này họ tổ chức đua thuyền rồng, thực ra cũng là để cho rồng được vui lòng, cầu cho năm nay mưa thuận gió hòa. Thuyền rồng của cảng tường tập đã hạ thủy. Nghi thức hạ thủy gồm các bước tế rồng, điểm tinh, nghiêng đầu, vươn mình, hạ thủy. Tế rồng để cho thuyền rồng đã ngủ một năm qua tỉnh dậy. Điểm tinh là để rồng mở to mắt, nhận rõ phương hướng. Các bước nghiêng đầu, vươn mình, hạ thủy là khó hơn cả. Đường xá chật hẹp, thuyền thì dài. Các tay chèo phải chung sức, chung lòng, chuyển xuống bờ dốc ở cảng sông. Ai dám rời tay ra thì sẽ bị cấm thi đấu. Cuối cùng, thuyền rồng cũng đã đến được bờ sông. Nó vươn mình rồi xuống nước. Nó như một con rồng vừa mới hồi sinh. Noi Itili là con gái út của ông Nuan. Theo truyền thống của Lào, con trai lấy vợ ở rể, con gái lấy chồng thì ở lại nhà. Noi Itili rất tháo vát, cô trông nom mọi việc nhà và chăm sóc cha mẹ. Cô cùng bán hàng thực phẩm với mẹ. Năm nay, đội đua thuyền của cha dự thi. Một xưởng sản xuất xi măng đã tài trợ tiền thuê đội vận động viên. Đó là nhờ công lao của Noi Itili. Mơ ước của cô là sẽ tìm được một tấm chồng yêu mến cô và kính trọng cha mẹ cô. Nấu các thứ gia vị, nấu nồi lẩu thịt bò viên. Tôi thấy khi đóng thuyền, thuyền và người là có quan hệ với nhau. Ngày trước, đóng con thuyền này, tôi nằm mơ thấy một con chăn. Nhưng các nhà khác thì lại không mơ thấy gì. Cho nên cha mẹ tôi mới lấy tên tôi để đặt tên cho con thuyền. Tôi thấy rất tự hào. ก็ดีใจอะไรไปที่แบบที่แบบมาฮอดจุดนี้เห็นไหม
Để chuẩn bị cho cuộc đua thuyền rồng thì hàng ngày phải luyện tập và cần có kinh phí. Thông thường là nhà chùa mà đội thuyền trực thuộc sẽ cử nhà sư đến nhà để lấy. Việc chi tiêu trong nhà phần nhiều là do bà Nuan quản lý. Chỉ cần đủ tiền chi cho các vận động viên chèo thuyền là ổn. Các việc khác không thành vấn đề. Mong sao có đủ sức mạnh và gặp vận may. Đã bàn xong từ lâu rồi mà. Tôi vẫn mong nhà chùa sẽ đến sớm để nhận tiền. Tôi cứ lo là sẽ không kịp. Vì tôi không nhận được tin tức gì của nhà chùa cả. Khi đội đua của cảng tường tập bắt đầu luyện tập trên sông, thì các đội đua khác cũng đang chỉnh đốn lại thuyền rồng. Tất cả mọi người đều miệt mài chuẩn bị cho cuộc đua thuyền rồng vào ngày Tết Đoan Ngọ. Phụ nữ thì bắt đầu gói bánh chưng và làm các món ăn khác cho ngày Đoan Ngọ. Đàn ông đàn bà đều háo hức đi chúc mừng Tết Đoan Ngọ và bơi thuyền rồng. Hiện giờ cũng không còn mấy việc nhà nông, chỉ cần đi thu hoạch dưa hấu đem về nhà. Mấy hôm nay chỉ toàn bận gói bánh và bơi thuyền. Sẽ thả những bánh trái này xuống sông để mời ông Khuất Nguyên ăn mừng Tết Đoan Ngọ. Trước khi thuyền rồng hạ thủy đều phải làm một nghi thức. Người ta sẽ bẩm với long thần rằng con thuyền này xuống nước. Họ cho rằng làm thế thì thuyền mới chạy tốt. Thôn Hạ Lăng còn có một biệt hiệu nữa là thôn Thuyền Rồng, vì thôn này chạy dọc theo bờ sông, nhà cửa dựng bên sông chạy dài, hình thành rất nhiều ngõ nhỏ, mỗi ngõ cũng tức là một bến cảng nhỏ. Dân thôn rất chuộng bơi thuyền và giỏi chèo thuyền rồng. Mỗi ngõ nhỏ là một tổ nhóm, họ tổ chức đội thuyền rồng của mình để dự thi. Theo tập tục địa phương, Tết Đoan Ngọ thường ăn bánh chưng bánh dày. Bánh dày làm bằng bột nếp, có nhân đường và đậu xanh hoặc đậu đỏ hấp chín, rồi gói bằng lá chuối. Bánh dày cũng là món quà biếu thể hiện cuộc sống ngọt ngào. Gạo tự trồng ra, lá chuối cũng sẵn của nhà. Tất cả đều là tự trồng và tự làm cả. Quảng Tây có rất nhiều loại bánh chưng với các loại nhân bánh và lá gói khác nhau. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, đua thuyền rồng, người ta ném bánh chưng xuống nước để kỷ niệm thi hào vĩ đại Trung Quốc thời cổ Khuất Nguyên. Đua thuyền rồng không chỉ là một môn thi đấu thể thao, mà còn là một hoạt động tập thể, là một phần của văn minh lễ hội. Dân thôn thường ngày phân tán để lao động, thì nay mới có thời giờ tập hợp với nhau, thể hiện sự đoàn kết, cùng chung vui, cùng học tập và kế thừa truyền thống. Bởi thế, rất nhiều truyền thuyết, tập tục, quy tắc và cách làm được bảo tồn và tiếp tục lưu truyền.
就在这种活动中流传下来。村里的老老少少通过các hoạt động gói bánh chưng, thả đèn trên sông, dân thôn ở mọi lứa tuổi sẽ hiểu rằng mình thuộc về nền văn minh này. Tất cả các hoạt động đều thể hiện mối quan hệ giữa người và người, giữa con người và thiên nhiên. Nếu không hô thì khó mà dồn sức ra cho mạnh, cho nên phải bắt nhịp cho mọi người cùng hô. Nào 1, 2, 3, phải dồn sức, dốc sức thật lực thì mới được. Ôi, tôi mệt quá, đứt hơi rồi đây. Đã chuẩn bị sẵn sàng để đua thuyền rồng. Viêng Chăn là thủ đô của Lào, đã hình thành bên bờ sông Mekong từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Tương truyền rằng, ở đây đã từng mọc rất nhiều cây đàn mộc quý giá. Trong tiếng địa phương, Viêng Chăn nghĩa là báu vật đàn hương, chứ không hề liên quan đến con voi. Cuộc đua thuyền rồng ở Viêng Chăn diễn ra trên sông Mekong ngay sát thành phố. Chùa Thạp Luồng nằm ở phía đông ngoại thành Viêng Chăn, được xây dựng lần đầu vào năm 1560, thời kỳ thống trị của vua Settatirat. Đây là một quần thể kiến trúc Phật giáo xây bằng đá có 3 tầng với 30 tháp nhỏ cao 3,6 mét. Trên mỗi tháp nhỏ lại có một tháp nhỏ hơn dát rất nhiều vàng lá. Toàn bộ kiến trúc Thạch Luồng chiếm diện tích 8.400 m², là một kiệt tác về nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, được coi là quốc bảo của Lào. Nhà của Nuan cách Thạch Luồng không xa. Hôm nay là ngày lễ khai môn, ông đến chùa Thạch Luồng bố thí. Theo Phật lịch thì hôm nay là ngày lễ khai môn của Phật giáo. Các chùa trên đất Lào đều tổ chức nghi lễ đạo pháp. Dân chúng quanh vùng đều thành kính đem hoa tươi, trái cây và các vật phẩm khác đến cúng tiến và tham dự buổi lễ. Theo quy tắc giới luật của đạo Phật, các nhà sư phải tuân thủ 3 tháng tĩnh tu trong chùa, gọi là lạp kỳ. Dịp này nước sông Mekong lên cao, mưa nhiều, cho nên người dân bèn gọi 2 ngày đầu và cuối đợt là lễ nghinh thủy và lễ tiễn thủy. Lễ tiễn thủy cũng gọi là lễ khai môn vào khoảng trung tuần tháng 10. Sau lễ khai môn, các nhà sư có thể ra ngoài, dân chúng cũng có thể bắt đầu tổ chức hôn lễ. Hôm nay ông Nuan phải sớm rời nhà chùa, vì thuyền rồng của ông phải đến tập kết ở vị trí đua thuyền. Ông còn phải làm nghi thức cầu đảo. Người dân địa phương cho rằng mỗi con thuyền rồng là một na nga, cho nên các thuyền dự thi đều phải trang trí rất tỉ mỉ. Thuyền rồng ở nơi này đều làm từ một thân cây nguyên khối. Người ta cho rằng mỗi một cây đại thụ đều được thần linh hộ vệ trước khi